Nếu nhắc tới món sườn nướng thì trong đầu mình sẽ nảy ra ngay cái tên sườn mười. Ấn tượng của mình đối với sườn mười sẽ luôn là phần chất lượng thì rất ổn định, khâu tẩm ướp và phần nước sốt luôn được chú trọng. Menu thì ngày càng đa dạng hơn và được cải tiến mỗi ngày. Bản thân mình cũng đã trải nghiệm và đóng họ cho sườn mười khá nhiều rồi. Đây là một con ảnh từ 2018 đảm bảo độ uy tín chưa? Để tặng một lời khen cho sườn mười vì qua bao nhiêu năm mình thấy sườn mười rất cố gắng hoàn thiện và trông xịn sò hơn rất nhiều nhá. Đây như hôm nay chúng mình qua cơ sở Vũ Phạm Hàm và đã được trang trí cây thông Noel rất là giáng sinh rồi. Menu cũng được cập nhật và thay đổi theo chủ đề Noel luôn. Cứ tới sườn mười là kiểu gì cũng đạm nhiều đạm rồi nên chúng mình gọi ngay một đĩa salad. Menu ở đây có tới 4 loại cơm, mình gọi phần tôm bơ có giá 79 cành. Combo sườn thì mọi người gọi theo số lượng người đi hoặc là khả năng ăn của mỗi người nhé. Khá khen chứ phần nước sốt hôm nay mình thử là sốt cam. Các bạn nhân viên cũng bảo là sốt này mới bán thôi. Hương vị thì mình vẫn thấy rõ mùi BBQ nhưng mà thỉnh thoảng lại có một mùi cam thoang thoảng rất là thú vị. Một món mà các bạn nên thử khi tới đây đó chính là quesadilla, cũng có trong combo của mình gọi. Không biết là phát âm đã đúng chưa. Đây là một loại bánh đến từ Mexico có lớp vỏ ngoài giòn, bên trong là thịt xé sợi với cả phô mai trẻ kéo dài. Loại bánh này trong menu sẽ được lựa chọn hai loại nhân là gà hoặc thịt xé. Chưa hết đâu, trong set này còn có cả 4 xiên bò que BBQ nữa. Thịt bò trông vậy nhưng mà cũng khá mềm, không có bị khô. Điểm trừ duy nhất là phần xiên này bị nguội rồi, lạnh quá ăn không ngon nữa. Đồ uống chúng mình gọi hai bạn là trà dâu và trà nhài táo. Hương vị cũng ổn, chua ngọt nhẹ phù hợp để giải ngấy. Nhưng đây mới là đồ uống mình quyết tâm gọi cho bằng được. Dù non lắm rồi nhưng mà vẫn cố bon chen. Giáng sinh này cầm một cốc choco nóng hổi thì còn gì tuyệt vời hơn. Đồ ăn ngon này, không gian thì ấm cúng. Cơ sở Vũ Phạm Hàm rất rộng và thoáng, có nhiều góc ngồi xinh. Còn chần chừ gì mà không đến sườn mười ngay đi nha.